Đó là một số hình ảnh của hai mẫu model Custman K200 và K250. Và hôm nay hãy cùng mình chuẩn bị đơn hàng số lượng cực khủng lên đến 40 cây sẽ đi đến trường cấp 1 tại Hà Nội để phục vụ cho việc học nhạc của các em. Nào, cùng bắt đầu video với mình nhé. Team Minh Phụng đang chuẩn bị đơn hàng trong chuyến đi lần này. Vì số lượng đàn quá nhiều nên cả hai showroom Điện Biên Phủ và Bành Văn Chân phải cùng nhau chuẩn bị hàng cho kịp tiến độ vận chuyển. Đàn được quấn ni lông kỹ càng để tránh ẩm ướt do trời mưa và chảy xước trong quá trình vận chuyển. Nhìn lớp ni lông dày thì các bạn cứ yên tâm về quá trình đóng gói và vận chuyển của Minh Phụng Music nhé. Đối tượng khách hàng sử dụng đàn organ Custman K200 và K250 thường là những ai? Hãy để Minh Phụng Music chia sẻ cho các bạn nha. Đàn organ Custman K200 và K250 có thể được sử dụng trong các lớp học nhạc vì nó cung cấp chất lượng âm thanh ổn định, độ bền cao và giá thành hợp lý. Đây cũng là một lựa chọn tốt cho những người mới bắt đầu học đàn hoặc các bậc phụ huynh muốn một cây organ có chế độ học tập và có nhiều âm sắc thú vị để con em mình tiếp xúc với âm nhạc, đồng thời khả năng kết nối với các thiết bị thông minh hỗ trợ cho việc sáng tác và biểu diễn với những nhạc sĩ hoặc nhạc công chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, các giai điệu đa dạng đến các hiệu ứng âm thanh phong phú cũng phục vụ cho sự sáng tác trong biểu diễn của người chơi bán chuyên nghiệp. Tìm hiểu đôi nét về hai mẫu đàn organ này nhé các bạn. K200 sở hữu bàn phím cảm ứng lực nhấn 3 cấp độ, 64 âm polyphony với 390 voice nhạc cụ, 100 điệu nhạc và cung cấp nhiều chức năng hiện đại. Về K250 thì đàn có 61 phím với 5 cấp độ cảm lực nhấn, thư viện âm thanh khổng lồ lên đến 653 tiếng, 240 điệu, 128 âm polyphony. Đàn K250 còn được Minh Phụng Music update điệu mới thường xuyên dành cho người chơi. Mình đã làm rất nhiều video về hai mẫu đàn này nên các bạn hãy truy cập YouTube của Minh Phụng Music và nhập tên hai model trên để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Hàng đã được uống xong, bây giờ hãy đem ra xe để vận chuyển đến trường học nha các bạn. Minh Phụng Music chuyên cung cấp và phân phối tất cả sản phẩm dịch vụ về âm nhạc tốt nhất Việt Nam, mang đến những thương hiệu hàng đầu trên thế giới để phục vụ đến người tiêu dùng. Chính vì vậy, Minh Phụng Music luôn đặt mục tiêu liên tục và cố gắng hoàn thiện phát triển để xứng tầm với sự tin tưởng của khách hàng. Chế độ bảo hành theo đàn cũng vô cùng hấp dẫn. Bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Và buổi chuẩn bị đàn K200 và K250 đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé các hệ thống showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.